Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 1:10 lột xác quá ấn tượng sau 5 năm gắn bó. Cái chiếc Coi S là một trong những dòng xe được xem là mẫu xe quốc dân, gắn liền với cái sự thành công từ nhà Honda tại Việt Nam. Bên cạnh nhu cầu đi lại hàng ngày thì cái dòng quay này vẫn được nhiều tay chơi hướng tới cái bị cái độ bền, động cơ và dễ dàng tìm kiếm phụ tùng đồ chơi để thay thế. Được biết cái chiếc quay này đã gắn bó với người chủ hơn 5 năm. Đáp lại những gì mà em ấy đã phục vụ cho mình, chàng trai đã chia ra số tiền là khá lớn để mua một cái con xe mới hiện đại và đẹp hơn. Thì anh ta quyết định phục dựng lại cái con ngựa sắt của mình thành một cái con chiến mã đẹp mắt với lọt opting đáng xem. Trang bị cái đèn 2 tầng Simplex cho ánh sáng trắng là cực kỳ ổn định, không làm nóng hoặc hư hao bất kỳ một cái chi tiết điện nào. Chỉ lắp vào lợi dụng được ngay. Bên cạnh là phần tỏa thắng CC Carbon làm cho cái bản độ thêm chút sang trọng. Dàn chân trước được trang bị theo dầu Fando 2 bit đã xứng, đi cùng với đĩa giò phờ với kích thước là 265, được bắt vào đùm trước thông qua một thất lòng làm bằng chất liệu nhôm CNC, được tô điểm bằng lọc Pre-Nam, được điện phân lên cái màu xanh lục bảo và cái màu Titan. Do dụng cái bánh cầm nên phải rút cầm trong ra để không bị cạ cấn cái mặt sau của heo dầu trong quá trình sử dụng. Cái phần cổ bô được minh lại chất liệu Titan cho khả năng chống hàn rỉ cao hơn, giảm nhiệt cũng nhanh hơn trong quá trình sử dụng. Còn có thể đặt làm cái phép theo từng cái size khác nhau phù hợp cho từng mẫu xe. Xung quanh tóc máy được trang trí là ốc Pre-Nam đẹp không nói đến lên lời. Trang bị phục Hollin bình dầu rời được sản xuất dành riêng cho cái chiếc quay với cái chiều cao là 330. Có cái phần chân được thiết kế tự như riêng nên không cần chế cháo một cái chi tiết nào. Cái dàn chân dụng cho mình cái niềm nhâm của SL Aisan, một dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay dành cho những tín đồ đam mê bánh cầm. Và đây là chân chung chàng chủ nhân cùng con chiến mã của mình. Ý sực từ 100 độ cái bản nâng cấp hài hòa với cái dàn chân thương 20 cũ, được sản xuất vào năm là 2001. Cái dòng là Ý sực từ 100 cái phiên bản hộp số 5 cấp đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt anh em chơi xe bởi mặt ngoại hình lịch lãm thể thao, phần đờ mi như một cái chú chim ưng rất phong cách và lãng tử. Cái chiếc sổ sổ trên mình cái chó đèn 2 tầng, một cái dòng sản phẩm của Sinfast sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exeter 156, có dụng mà không cần chế cháo bất kỳ chiếc nào. Tiện lợi điện cũng ổn định và cho ánh sáng là cực tốt, không làm chói mắt người đối diện. Ở dụng trên mình đờ mi áp bi càng cho cái bản độ này chút thẩm mỹ ở cái phần dàn đầu trước. Cái dàn chân trước của em ấy được nâng cấp theo dòng Crossboy 2 bit một bên kết hợp cùng với đĩa Rainbow Oro 255, tạo thành một cố cùng một bất diệt, vừa đem lại cái bản độ thẩm mỹ cao vừa cải thiện lực phanh tốt hơn cho xe. Phần heo dầu được tặng kèm cái phát nên không cần chế cháo gì quá nhiều, nhưng cái phần đĩa của Rainbow muốn lắm được bắt vào cái mâm 4 lỗ phải thông qua một lòng CNC. Số chứng minh cây phục Hollin bình dầu rời với cái tổng chiều cao là 203 mm, tức là cao hơn 3 phần sọc xin nên hành trình tuy cũng dài hơn, khả năng chịu tải cũng tốt hơn sọc xin, thông qua hai nút chỉnh ở phần chân và bình dầu để kiểm soát hành trình phanh cho cái dàn chân sau thêm chút êm ái, như ngồi trên một cái tấm niệm cao cấp hơn là ngồi trên một cái chiếc xe. Hệ thống quan sau người chủ đã hướng tới dùng cái heo dầu Crossbow 1 bit cấu tạo lỗ ốc chống với Nissin 100% nên tận dụng là cái phát heo xin cũng rất là dễ dàng, không cần phải tốn quá nhiều chi phí làm phát sau. Chàng chứng dụng cái mâm của Daytona có mức giá hơn 10 triệu đồng một cặp, hiện nay đang được rất nhiều biker chia sẻ chuyển là săn tìm. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.